Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Như thường lệ, bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin sau. Hội thảo về vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay. Lễ hội truyền thống đền Hương Quất xã thành công. Thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ xây dựng quỹ hỏa táng thúc đẩy thực hiện văn minh trong việc tang. Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh cà phê tại thành phố Hưng Yên. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, câu chuyện về một ngôi trường xanh. Ám ảnh mùi hôi thối của các gia đình sống gần hộ nuôi lợn. Cuối chương trình mục tinh hoa phố hiến là phóng sự, lưỡng quốc trạng nguyên Tống Chân. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo về vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện đại. Hội thảo có gần 20 tham luận của đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng. Các tham luận đều khẳng định hương ước, quy ước đã có tác dụng duy trì lối ứng xử chuẩn mực trong cộng đồng làng xã, giúp hạn chế đẩy lùi những hủ tục, tập quán lạc hậu, gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Tham luận của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên khẳng định hương ước, quy ước đang dần chiếm địa vị pháp lý quan trọng trong đời sống xã hội, trở thành công cụ hỗ trợ và bổ sung cho pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội tại cộng đồng dân cư. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 835 trên 851 thôn, khu phố xây dựng được hương ước, quy ước. Nhiều địa phương có 100% số khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước, điển hình như huyện Kim Động, Tiên Lữ và huyện Khoái Châu. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc nội dung, hình thức xây dựng các bản hương ước, quy ước trước đây. Các khu dân cư ở Hưng Yên đã vận dụng sáng tạo, xây dựng nên những bản hương ước, quy ước mới, mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư để các thành viên trong cộng đồng tự giác, tự nguyện thực hiện. Vừa qua, chính quyền và nhân dân xã Thành Công, huyện Khoái Châu đã tổ chức lễ hội truyền thống Đền Hương Quất. Đền được xây dựng từ thế kỷ 17, thờ ngũ vị đại vương có công đánh giặc cứu nước thời vua Hùng Duệ Vương. Đền Hương Quất có kiến trúc hình chữ tam với tòa tiền đường, nhà thiên hương và hậu cung được trang trí điêu khắc cầu kỳ. Hiện đền còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị, tiêu biểu là 10 cỗ kiệu cổ còn nguyên vẹn. Năm 1989, đền Hương Quất được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Cứ 3 năm một lần, nhân dân thôn Hương Quất lại tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao khai điền lập đất của ngũ vị đại vương. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21 tháng 9 âm lịch với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian ở cả phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, đặc sắc nhất là nghi thức rước 10 cỗ kiệu đi quanh làng mà theo tâm thức của người dân địa phương là rước thánh đi thăm làng, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân làm ăn thịnh vượng, đồng thời giữ gìn nét văn hóa của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Phần hội có hát quan họ trên sông, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian. Nhằm khắc phục tình trạng thiếu các thiết chế văn hóa ở cơ sở, hội họp nhờ đình chùa, từ tháng 7 năm 2019, huyện Ân Thi đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 nhà văn hóa thôn ở các xã Bãi Sậy, Xuân Trúc, Đặng Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hồng Vân, Quang Vinh, Đào Dương, Hoàng Hoa Thám, Bắc Sơn và Văn Nhuệ. Mỗi nhà văn hóa thôn xây dựng mới được huyện Ân Thi hỗ trợ 500 triệu đồng. Ngoài ra còn có nguồn hỗ trợ của tỉnh, nguồn đối ứng của địa phương và nguồn xã hội hóa từ nhân dân. 15 nhà văn hóa thôn đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay để đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân. Từ đầu năm đến nay, thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ có 18 người qua đời, trong đó có 13 trường hợp lựa chọn hình thức hỏa táng chiếm tỷ lệ trên 70%. Phong trào hỏa táng được khởi xướng tại thôn Đình Cao, xã Đình Cao từ năm 2013. Để khuyến khích người dân thực hiện hỏa táng, chính quyền thôn đã xây dựng quỹ hỏa táng. Theo đó, mỗi trường hợp thực hiện hỏa táng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng. Các năm sau đó, để thúc đẩy hơn nữa người dân thực hiện phong trào này, thôn đã tăng mức hỗ trợ lên lần lượt là 700.000 đồng rồi đến 1 triệu đồng. Được sự đồng thuận của người dân địa phương, nên quỹ hỏa táng của thôn đã duy trì liên tục trong 6 năm qua và đã hỗ trợ cho gần 50 gia đình đưa người thân đi hỏa táng. Thôn Đình Cao là thôn có tỷ lệ thực hiện hỏa táng cao nhất của xã Đình Cao. Để người dân hiểu và thực hiện nét văn minh trong việc tang như vậy, bên cạnh sự tuyên truyền vận động của các ban ngành, đoàn thể địa phương, quỹ hỏa táng cũng đóng vai trò không nhỏ. Việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi kinh doanh quán cà phê của nhiều hộ dân đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhiều lần phản ánh trên sóng. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn diễn ra trước sự bất lực của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đô thị.
Tại một số quán cà phê như quán cà phê 577 giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Phong Sắc, quán cà phê No One giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Lê Thanh Nghị, hay quán cà phê Phố Cũ tại số 743 đường Nguyễn Văn Linh, xuyên có tình trạng bày bàn ghế chiếm hết vỉa hè, kê cây xanh bịt lối đi bộ hay để xe của khách tràn xuống lòng đường gây ảnh hưởng giao thông. Việc kinh doanh dịch vụ trên các khu phố cần đảm bảo văn minh, đúng quy định, không thể để vỉa hè của người dân bị chiếm dụng mãi, tình trạng đô thị nhếch nhác kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập tạp chí Văn hóa vừa nhận được thư của chị Nguyễn Thị Hoài Thu, thường trú tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, muốn qua sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên gửi lời cảm ơn tới anh Ngô Văn Thượng, trú tại thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên vì đã trả lại của rơi cho chị. Trong thư, chị Thu cho biết trên chuyến xe buýt biển kiểm soát 29B61810 tuyến 205 đi từ thành phố Hưng Yên lên bến xe Gia Lâm, Hà Nội. Khi xuống xe, chị có đánh rơi một chiếc điện thoại iPhone. Lát sau khi người nhà chị liên lạc được vào máy của chị thì anh Ngô Văn Thượng là phụ xe thông báo máy của chị bị bỏ rơi trên xe và nhờ người nhà thông tin để chị đến quầy bán vé bến xe Hưng Yên nhận lại. Chị Thu đã nhận lại được chiếc điện thoại của mình và muốn gửi lời cảm ơn tới phụ xe buýt Ngô Văn Thượng. Chị mong muốn những hành động nhân văn này sẽ được tôn vinh và nhân rộng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Các đồ dùng cá nhân như là bát, đũa, cốc đều được làm bằng inox. Rác thải được phân loại, nhiều đồ dùng dạy học được sáng tạo từ phế thải và những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên. Đó là những gì mà cô và trò trường mầm non Tư Thục Hoa Sứ, thành phố Hưng Yên đã thực hiện nhiều năm qua. Lứa tuổi mầm non là lúc trẻ hình thành tính cách và thói quen sống. Do đó, để trẻ có ý thức bảo vệ môi trường, trường mầm non Tư Thục Hoa Sứ đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực từ việc sử dụng đồ dùng cá nhân cho đến các bài giảng trực quan. Đồ dùng dạy học, trang trí lớp học, sân trường đều được cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn các vật liệu thân thiện với môi trường. Tất cả đồ dùng ăn uống của các cháu và đồ chơi là chúng tôi loại trừ những cái nguyên liệu bằng nhựa. Tại bếp ăn của nhà trường, các nhân viên cũng thực hiện việc phân loại rác. Rác hữu cơ như thức ăn thừa sẽ được dồn lại để làm thức ăn cho các loại gia cầm nhà trường nuôi để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho các bé. Rác vô cơ sẽ được cho vào từng túi, tập kết tại xe rác và đem đi đổ đúng nơi quy định. Đặc biệt, sau khi các bé uống sữa xong, tất cả các chai nhựa đều được thu gom lại để tái chế thành các lọ hoa trang trí lớp học. Một số hộp sữa to được trang trí thành hình nhân vật hoạt hình, Minion để đựng dụng cụ học tập. Hay mọi hình trang trí tại các lớp học, hành lang đều sử dụng chủ yếu bằng giấy màu, vừa thu hút sự chú ý của trẻ, vừa thân thiện với môi trường. Thú vị hơn nữa, trong các giờ học kỹ năng sống, các bé còn được trực tiếp tạo ra những sản phẩm từ các loại phế thải. Việc mà thu gom các cái phế liệu chúng tôi tận dụng vừa tiết kiệm này và cũng muốn tuyên truyền với mọi người là nên hạn chế mình thải những cái phế liệu bằng chất liệu nhựa ra bên ngoài môi trường để bảo vệ môi trường. Với những nguyên liệu như que kem, cúc áo, các loại hạt và giấy màu đã khiến các bé rất hào hứng để tạo ra những món quà đầy ý nghĩa. Ở lớp, cô dạy con vứt rác đúng nơi quy định, cô Trang dạy con làm đồ chơi bằng hạt bí, hạt vườn, vỏ hộp sữa, con rất thích với đồ chơi như thế. Để những kiến thức về việc bảo vệ môi trường được trẻ khắc sâu, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hấp dẫn như thi vẽ tranh, thiết kế thời trang từ giấy và các vật liệu tái chế. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đẩy mạnh sự giáo dục kết nối giữa nhà trường và gia đình, như tại nhà bé Phạm Ngọc Minh Ánh. Bé cũng được gia đình hướng dẫn việc vứt rác đúng nơi quy định, tắt điện khi đi ra ngoài, không sử dụng nước lãng phí. Nhà trường đã giáo dục rất đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường. Tôi đã được thấy rất nhiều lần cháu khi đón cháu về và những việc trong gia đình, cháu đã biết đường phân ra được từng loại rác một và cháu rất chú ý đến cái việc vệ sinh sạch sẽ gọn gàng. Với những việc làm thiết thực, trường mầm non Tư Thục Hoa Sứ đã trở thành ngôi trường xanh. Mong rằng mô hình này sẽ được nhiều trường nhân rộng để ý thức bảo vệ môi trường sẽ được hình thành ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Việc chăn nuôi phát triển kinh tế của mỗi gia đình là chính đáng. Tuy nhiên, nếu để chăn nuôi gây ô nhiễm ảnh hưởng tới những người xung quanh, gây ra bức xúc thì rất đáng quan ngại. Một góc nhìn văn hóa kỳ này sẽ đề cập đến chuyện khó nói ở làng quê vì tình làng nghĩa xóm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nói về nỗi khổ khi phải sống gần hộ chăn nuôi lợn, ông Trần Quang Cần ở thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử rất bức xúc. Gia đình ông nhiều năm nay
phải hứng chịu mùi hôi thối từ chăn nuôi lợn và vịt ngay sát vách của nhà anh Trần Quang Đạt. Vài trăm con ngan, mấy chục lợn xẻ, đẻ bao nhiêu nuôi hết, khó chịu lắm, không chịu lắm. Nóng bức, mùa này mát rồi, rồi mưa đỡ, nóng bức không chịu được. Một là nuôi ít, hai là di chuyển hộ này đi, không để này ảnh hưởng xung quanh. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ sống gần ngay cạnh, mùi phân lợn còn lan tỏa bao trùm hết cả xóm. Sáng ra một cái mở cổng này không thể ngửi được, rất là thối. Nó nồng nặc nên bây giờ gió mây càng thối hơn, còn về mùa gió đông nam thì nó còn đỡ. Chứ còn về mùa gió mây bây giờ là cứ ngửi mấy tháng mùa đông này, thối không chịu nổi. Theo phản ánh của những người dân nơi đây, vì chuồng nuôi của nhà anh Đạt nằm phía sau nhà, nên phía trước cổng nhìn vào hoàn toàn không thấy được khu nuôi lợn cũng như khu nước thải. Nhưng ngay sau khu chăn nuôi là dòng mương đen kịt, đầy phân lợn và mùi hôi thối bốc ra nồng nặc do phân lợn từ chuồng chăn nuôi đã được hộ anh Đạt xả trực tiếp ra mương. Đây là mùi thối của ô nhiễm của khu vực chăn nuôi nợ. Đổ ra trong rãnh thì là giờ đâu có là nước là ở trong toàn nước phân lợn thôi. Kể từ khi gia đình anh Đạt nuôi lợn gây ra mùi hôi thối, ai cũng khó chịu, nhưng vì là hàng xóm nên nhiều người ngại không nói, hầu như ai cũng phải sống trong cảnh chịu đựng. Duy chỉ có 1-2 hộ dân không thể chịu đựng được, làm đơn gửi phòng tài nguyên môi trường huyện. Tuy nhiên, sau khi có đoàn về kiểm tra nhắc nhở thì gia đình anh Đạt vẫn chưa có việc làm cụ thể để khắc phục. Việc phát triển kinh tế là cần thiết, tuy nhiên chỉ vì lợi ích của cá nhân mình mà gây ô nhiễm môi trường sống cho dân cư trong vùng là việc làm rất đáng bị lên án và cần sự ngăn chặn bởi chính quyền địa phương. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng cần có quy hoạch khu chăn nuôi xa khu dân cư để tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu phát triển chăn nuôi, đồng thời có những quy định cụ thể nhằm giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi như làm hầm biogas, lót sàn đệm sinh học, v.v. để không ảnh hưởng đến môi trường gây bức xúc cho bà con. Dọc theo triển đê từ thành phố Hưng Yên xuôi về phía đông, qua những lũy tre xanh, đầm sen thơm ngát, bãi ngô, bãi dâu xanh biếc. Từ xa, du khách dễ dàng nhận ra giữa cánh đồng mênh mông lúa, một vùng cây cối xanh mát bao quanh lấy ngôi đền. Đó là nơi thờ Thượng Đẳng Tối Linh Phụ Quốc Tống Chân Đại Vương. Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân được xây dựng tại thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ. Về thăm di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Tống Chân, du khách dường như được tách biệt ra khỏi trần tục của đời thường để đắm mình vào truyền thuyết về mối tình nàng Cúc Hoa và chàng thư sinh nghèo Tống Chân, cũng như được tìm hiểu về cuộc đời của vị Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Câu chuyện sẽ còn được lưu truyền muôn đời về ân tình, nhân nghĩa của người Hưng Yên nói riêng và người Việt Nam nói chung. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân là vị thần được thờ tại đền Tống Chân. Đây là một vị thần khá đặc biệt bởi ông sống sinh động trong nhiều trang sách, trong tâm thức và trong cả những sinh hoạt văn hóa dân gian rất đa dạng của người dân. Từ ông tỏa ra biết bao ánh sáng của văn hóa dân gian lung linh tươi đẹp. Cũng từ ông mà nơi này thì khẳng định là nhân vật lịch sử có thật, nơi kia lại cho rằng ông là nhân vật giả sử, là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được, từ trong sâu thẳm tâm hồn và trí nhớ của người dân nơi đây thì những câu chuyện về cuộc đời, công tích, hành trạng của ông vẫn mãi tỏa sáng và trở thành biểu tượng cho con người nơi đây. Tương truyền, vào thời Trần ở xã An Đô, Tổng Võng Phan, huyện Phủ Dung, có một người họ Tống tên gọi Thiệu Công thuộc dòng dõi Thi Thư. Trong gia đình rất hiếu đễ, ngoài xã hội khoan hòa, Tống Thiệu Công lấy vợ người xã Phủ Oanh cùng huyện tên là Đào Thị Cuông. Vợ chồng sống rất nhân từ, tu nhân tích đức hay làm điều thiện. Bà Đào Thị Cuông có thai 11 tháng mới sinh một cậu bé khôi ngô, tuấn tú vào ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ. Lên 3 tuổi, cậu bé đã rất giỏi âm luật, cha mẹ rất yêu thương nên đặt tên là Chân. Tống Chân lên 5 tuổi đã có khí chất thông minh, thiên tư sáng suốt, học 1 biết 10.
Đến năm 7 tuổi, vua Lý Nam Đế mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài. Và đến ngày 29 tháng 9, Tống Chân vào kinh ứng thí, cả ba kỳ đều đỗ thủ khoa. Đến ngày 1 tháng 2 năm Quý Sửu, ông đỗ đệ nhất giáp cập đệ đệ nhất danh, tức Trạng Nguyên. Vua khen rằng, quốc sĩ vô song, tướng tài quả nhị, nghĩa là kẻ sĩ cả nước chỉ có một Tống Chân, tướng tài không có người thứ hai. Ngày 10 tháng 4, vua ban cho cờ biển 1.000 vuông gấm và 10 đĩnh vàng cho về vinh quy bái tổ. Trở về làng bái yết tổ tông, thăm hai bên nội ngoại, khao vọng làng trong một tháng, rồi cưới nàng Cúc Hoa làm vợ. Tống Chân làm nhà ở làng Phù Oanh cho vợ trông coi rồi trở lại kinh thành. Trở lại kinh thành, Tống Chân được vua cử ngài đi sứ Bắc Quốc. Vua Trung Quốc đã dùng nhiều cách để thử tài Quan Trạng, nhưng Quan Trạng đều ứng đối rất trôi chảy, xử thế mưu trí. Vì thế, vua Trung Quốc khen ông là nhân tài thứ nhất trong 18 nước chư hầu và phong là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tức là Trạng Nguyên của hai nước. Vua Tàu muốn gả con gái cho, nhưng Tống Chân từ chối, vì thế bị giam trong chùa Linh Long 100 ngày, không cho thức ăn nước uống. Ở đây thì Quan Trạng đã nảy ra sáng kiến là bẻ ăn tượng Phật bằng chè lam và uống nước lã. Vì thế một lần nữa vua Trung Quốc rất phục tài ông và phong là phụ quốc thượng tể đầu nam Tống Đại Vương. Quả thực, 7 tuổi Trạng Nguyên lừng đất Việt, 10 năm khí tiết khiết trời Ngô. Tống Chân ngoài 60 tuổi mới dâng biểu cáo quan về quê dạy học. Cúc Hoa không có con, lại mắc chứng bệnh đau bụng. 3 hôm sau thì mất, ngày 3 tháng 3. 5 năm sau, Tống Chân bị chứng bệnh mã đao, tức là hạch ở cổ, và mất ngày 5 tháng 5 năm Tân Hợi. Được tin, triều đình đã cho sứ thần mang sắc chỉ và vàng bạc về địa phương, cùng nhân dân xây dựng đền miếu để tôn thờ ông. Ngài được phong sắc thượng đẳng tối linh phụ quốc Tống Chân Đại Vương, và về sau được truy phong làm thượng đẳng phúc thần. Cùng với câu chuyện Tống Chân Cúc Hoa, di tích thờ Tống Chân Cúc Hoa còn là cơ sở cách mạng. Sau khi giành chính quyền huyện Phù Cừ, tháng 9 năm 1945, cán bộ Việt Minh đã tổ chức meeting tại đền để tuyên thệ quyết tâm bảo vệ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đền Tống Chân bao gồm 5 gian tiền tế, 3 gian trung tử và 1 gian hậu cung. Kiến trúc đền khá đơn giản, tại di tích còn lưu giữ được 11 sắc phong, 1 thần phả, 1 thần tích và nhiều đồ tế tự cổ khác. Ngoài ra, trên các kiến trúc của đền còn có nhiều bức hoành phi câu đối và các bức châm thư cổ ca ngợi Tống Chân và mảnh đất địa linh đã sinh ra nhân kiệt cho quê hương đất nước. 3 gian cung cấm phía trong đền, nơi đặt long ngai, bài vị, bát hương, tượng thần Tống Chân lúc về già. Cung cấm là nơi thâm nghiêm, trang trọng, dành cho nơi ngự của thần linh. Chính vì vậy mà ngày thường luôn luôn đóng cửa, chỉ có ngày lễ, dịp lễ hội mới được mở cửa. Nói tới di tích đền Tống Chân, không thể không nói tới cụm di tích đền thờ Phủ Anh Công Chúa, nơi thờ Cúc Hoa, vợ Tống Chân. Theo thần tích, Cúc Hoa không có con, bị chứng đau bụng, hóa vào ngày 3 tháng 3 âm lịch. Tống Chân lập lăng thờ vợ ở làng Phủ Oanh, xã Minh Tiến, cách đền Tống Chân khoảng 1,5 km. Bà được dân làng kính trọng, tôn thờ là Thành Hoàng làng. Khi ấy, nhà vua lấy làm nể trọng cả hai vợ chồng. Khi Tống Chân mất ngày 5 tháng 5 năm Tân Hợi, vua phong là thượng đẳng tối linh phụ quốc Tống Chân Đại Vương. Phong Cúc Hoa là Phủ Anh Công Chúa. Đây là ngôi đền thiêng, dân gian gọi là miếu chúa. Tương truyền, hàng năm vào 30 Tết, người ta thường thấy hàng trăm, hàng ngàn ngọn đuốc bay lả lả từ thôn Diềm Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ về làng An Cầu sáng bừng quanh đền Trạng sang chùa Bà, bay lên miếu chúa rồi tắt. Người thì cho đó là ngọn đuốc của quân sĩ Tống Chân về cứu Cúc Hoa, người thì cho đó là sự linh ứng, chứng tỏ tấm lòng thủy chung, hiếu nghĩa của nàng. Cho nên, mỗi khi mở hội đền Tống Chân xưa, dân làng thường tổ chức lễ rước quân đèn.
Đền Phượng Hoàng ở thôn Phú Anh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, thờ phu nhân của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991. Hàng năm người dân mở hội từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ tới ngày mất của ngài. Và lễ hội thì mang đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đền thờ Hoàng Bà có kiến trúc đẹp, tuy nhiên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp và gãy đổ. Ngôi đền cũng không có hạng mục phụ trợ khác nên bất tiện cho du khách hành hương cũng như nhân dân địa phương hành lễ vào những dịp tuần rằm. Địa phương chúng tôi thực ra cái nguồn vốn cũng không có, sự đóng góp của bà con nhân dân cũng chỉ có mức độ về công đức ở tại đây. Thế cũng trân trọng đề nghị là các cấp lãnh đạo từ huyện đến tỉnh với Bộ Văn hóa là cũng quan tâm đến cái di tích lịch sử cấp quốc gia của Minh Tiến này để mang cái tầm chung cả cho những du khách, được đón các du khách về tham quan với lễ hội Đền Phượng Hoàng của chúng tôi. Vào cuối xuân sang hè, về xã Tống Chân, chúng ta sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội làng, một không gian văn hóa vừa linh thiêng và cũng đầy mộng mơ. Ngoài ra còn là cơ hội để khám phá thêm về truyền thuyết Tống Chân Cúc Hoa và không gian làng xã Việt Nam, tìm hiểu thêm về cụm di tích lịch sử văn hóa của địa phương như Đền Lê Xá và Chùa Trà Dương. Đây cũng là lễ hội lớn nhất của huyện Phù Cừ, được tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 17 tháng 4 âm lịch. Trong đó, ngày 13 và 14 tháng 4 là ngày chính hội. Ngày 13 tháng 4 tiến hành rước kiệu từ các đền, chùa trong làng. Trong ngày chính hội, dân làng rước kiệu quan trạng đi vòng quanh làng với đoàn tùy tùng, cờ xí, võng lọng, trông rất uy nghi. Và đến ngày 14 tháng 6 lại rước kiệu về các đình, đền, chùa để an vị. Ngày 17 tháng 4 làm lễ bế hội. Những năm gần đây, các ngành chức năng của tỉnh, nhất là ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đã và đang lên các phương án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đền Tống Chân, cũng như không gian lễ hội của địa phương để tương lai đền Tống Chân sẽ là địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách gần xa. Quý vị và các bạn thân mến, mục Tinh Hoa Phổ Huyền đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.